Hệ thống siêu thị Superfood đã chính thức hoạt động tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở vị trí thuận lợi thuộc trung tâm quận 2. Đây là nơi cung cấp các loại đặc sản vùng miền trải dài khắp đất nước, tôm càng xanh, tôm hùm, cua năm căn Cà Mau và nhiều mặt hàng nhập khẩu, đảm bảo đầy đủ các tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm. Hệ thống này kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết đầu ra về nông sản cho bà con khi kết nối được người sản xuất và người tiêu dùng, giảm các khâu trung gian, bảo quản và vận chuyển, đưa giá thành về mức hợp lý. Không chỉ cung cấp hải sản tươi sống, Superfood còn chế biến phục vụ tại chỗ, giao hàng tận nhà theo yêu cầu của người tiêu dùng.